Chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với video mới nhất của Gala Ô tô Phương Quang. Thì đây, hôm nay em không làm về ô tô nữa, không làm về cách bắt bệnh và tháo lắp nữa, mà hôm nay em sẽ review cho các bác xem một cái món đồ mà hôm nay em vừa mới đi mua được. Thực ra là hôm nay đi mua món đồ này rất ưng ý. Có một bác ở Bình Phước có gửi cho có gọi điện cho em và nhờ em đi mua một cái bơm hơi, cái bơm hơi của động cơ D6cc. Đây, thì hôm nay em mua được rồi và em sẽ review cho các bác xem cái đồ bãi, xem nó có thật sự là đẹp không. Đấy, các bác, nhiều các bác cứ nhiều các bác gọi là cứ bảo là đồ bãi là đồ không dùng được hay là đồ như thế nào, nó ví dụ như là nó hết đời thì nó mới cắt, nó bán cho mình cái đồ. Đây, hôm nay em với các bác cùng kiểm chứng xem là nó có như các bác nghĩ không. Rồi, em bắt tay vào quay cho các bác xem. Các bác nào thấy hay thì chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ. Còn các bác nào mà muốn kiếm cho mình được những cái món đồ ưng ý ấy, thì các bác liên hệ cho em. Em sẵn sàng em sẽ giúp đỡ, tìm tòi cho các bác. Nhưng mà những cái đồ nào mà đẹp thì giá nó sẽ không rẻ nha các bác nha. Các bác nhớ là giá nó không rẻ nha. Rồi đây, ok, để em quay cho các bác xem. Đấy, các bác nhìn thấy gì không ạ? Đây là một cái bơm hơi và một cái turbo cùng một con máy tháo ra. Em định lấy thêm một bộ kim nữa cũng củ của con máy này, nhưng mà em hôm nay bận quá không đi tháo được. Rồi, bây giờ em quay cho bác chi tiết cái bơm hơi và cái turbo. Đây, bơm hơi đây. Bơm hơi này em vừa tháo về nha, chưa rửa ráy gì. Đấy, mã của nó là 636 này, để tí nữa em quay cái mã này sau. Đây, các bác nhìn thấy mới không? Đây, để em cầm máy quay em quay cho nó chi tiết. Đây, bơm hơi của em đây, mọi thứ là nó mới đến 90%. Con này thực sự là quá ưng ý luôn. Từ nước sơn này, các bác nhìn thấy nước sơn chưa? Đấy, tới cái đế đít này vẫn còn 7 màu nha. Bánh răng này, răng riếc là chưa bị một cái gì. Đây, cái mã của nó đây. Đấy, các bác nhìn thấy không? 636cc. Con này là nó, cái mã này của nó là bơm to ấy, bơm nắp cho con loại 4 chân 55 chân ấy. Còn bơm xe khách thì của nó là bơm công suất nhỏ hơn. Đấy, các bác nhìn thấy mới chưa? Còn quan trọng ạ, đây này. Quan trọng là cái đường ra này, cái đường ra hơi này. Đấy, các bác nhìn thấy không? Không có một tí cặn bẩn nào luôn. Đó, sạch tinh luôn. Đây, để em quay cho bác xem. Đó, các bác nhìn thấy không? Con này bơm này gần như là mới. Mới tới 90% luôn. Lâu lắm em mới mua được một cái bơm hơi mà nó mới như này, để gửi vào trong Bình Phước.
Rồi, đến cái turbo rồi các bác nhá. Thì em tiện em quay cái turbo này, em cũng nói sơ qua về cái nguyên lý làm việc. Nguyên lý làm việc của turbo. Đây, con turbo này thì cùng tháo mấy cả cái máy này ra. Động cơ CC. Đấy, bác nhìn cánh này. Hơi tối. Cho em một tí thì em lấy cái đèn, tí em lấy cái đèn em quay cho bác xem. Đây các bác nhìn thấy không? Vẫn còn túi bóng ở cái tem này. Vẫn còn túi bóng luôn nhá. Đấy. Con này turbo này rất mới. Đấy. Cái đường gió ra này không có một tí nhớt nào. Đấy. Không có một tí nhớt nào luôn. Rất sạch. Cánh không mòn, cánh đẹp. Nó hơi tối một tí thôi. Em tí em lấy cái điện thoại em bật đèn lên em quay cho bác xem. Đấy, bác nhìn đấy. Chất không? Quá đẳng cấp luôn. Đây em nói sơ qua về cái turbo tăng áp này cho bác xem, cho bác nghe. Bác thấy video hay thì chia sẻ. Cái đường, cái sên xạ này này là nó bắt vào cổ xạ này để nó lấy, gọi là lấy áp suất gió của khí xạ để nó làm quay cái cánh quạt dẫn động. Ồ, cái này là bên này một cánh xạ này, bên này cánh hút này, nó sẽ lấy khí xạ, nó sẽ quay làm quay cái cánh quạt bên xạ này để nó dẫn động sang cái cánh quạt bên hút. Dẫn động sang cánh quạt bên hút để nó nhồi gió, để nó nhồi gió vào trong buồng đốt được nhiều hơn. Đấy, để nó nhồi gió vào trong buồng đốt được nhiều hơn. Để nó tăng công suất của máy lên. Đấy, bình thường như máy cơ nó, ví dụ như nó chỉ hút được khoảng 80%, nhưng mà có con turbo này vào nó sẽ đạt được khoảng 100%. Đấy là em nói ý là như thế. Chứ thực ra là em thì em không văn hoa, không chữ nghĩa em không hay lắm. Đấy. Cái bơm hơi kia thì có khách lấy rồi. Còn cái turbo này là em mua về dự phòng. Có anh em nào lắp hoặc là cần lắp thì alo cho em. Số điện thoại của em là 0974719819. Đấy. Các bác nào cần thì cứ liên lạc. Mà các bác nào cần những cái món đồ gì cứ alo cho em đảm bảo em kiếm cho các bác ưng ý mới thôi. Nếu mà không ưng ý trả lại em gửi lại tiền. Thoải mái, anh em thoải mái. Còn cái turbo này nắp em khẳng định em dám bảo hành cho các bác này, bảo hành thoải mái luôn. Cái bơm hơi kia cũng thế. Bơm hơi nó mới như này thì các bác bảo là làm sao mà không dám bảo hành, đúng không? Đồ của em, đồ chất em bảo hành thoải mái, không bao giờ sợ. Rồi bây giờ em lấy cái đèn em quay cái cánh cho các bác xem nhá. Đây các bác, cái cánh turbo của nó đây gần như là mới đét luôn, không mòn một tí nào luôn này. Đấy, cánh rất đẹp. Đấy, để em zoom to cho các bác xem. Đấy các bác nhìn thấy không, không mòn nhá, cánh rất là đẹp. Rồi bây giờ đến phần cái cổ gió này. Đấy, các bác thấy không, cái sên gió này này không có một tí nhớt nào ra này. Bình thường những con khác là nó sẽ bị dớm một ít nhớt ở đây. Nếu mà turbo mà nó ra nhớt ở bên cổ sên gió này là vứt này, là mình phải đi phục hồi lại. Đấy, bác thấy đẹp không? Rồi bây giờ là đến con sên xạ. Đó,
Đấy, bạn thấy không? Sơn xạ đây, rất đẹp. Đấy, bác nhìn thấy không? Con turbo này thì đúng là gần như là mới đét luôn. Đấy. Các bác nào cần thì cứ liên hệ với em. Còn đây, em tháo cái con ốc đường hơi ra này. Quay luôn cho các bác xem luôn. Đây. Đó. Bác nhìn em không có một tí muội bẩn nào luôn. Bình thường những con bơm hơi nào mà nó bị ăn nhớt á thì nó sẽ bị đóng muội vào đây. Nó sẽ bị đóng muội vào đây. Và nó bơm nhớt mà có nghĩa là cái đường hơi của mình mà có nhớt ấy, nó bị ăn bơm hơi ăn nhớt á, là bờ đường hơi của mình nó sẽ có nhớt và nó sẽ vào chui vào những cái phớt ạ, làm cho là nó bị lở phớt ra, là nó sẽ bị hỏng, bị xì hơi. Rồi thôi, hôm nay em chỉ giới thiệu sơ qua về hai món đồ mà em ưng ý em mua được thôi. Còn bác nào mà thích thì liên hệ với em. Số điện thoại của em là 0974 719 819. Đó. Còn đồ này thì chiều là em, cái bơm hơi này chiều là em gửi đi rồi. Bơm hơi thì không còn nữa, nhưng mà cái turbo này thì vẫn còn. Turbo này là em mua về để đây anh em nào lắp thì em lắp thôi. Còn thì em, cái đồ nào đẹp thì em sẽ mua sẵn về đây anh em ưng ý thì là nắp. Còn con này nó còn bộ kim nữa, chiều em sẽ đi em tháo em lấy lốt bộ kim về. Anh em nào thích thì alo cho em. Ok, kim bảo hành thoải mái nha các bác nha, kim có bảo hành. Rồi, em xin phép được dừng video ở đây. Em chào các bác.